Hỏi rằng có cách nào khắc phục heo lái chậm lên giống không bác sĩ ơi? Ok, câu hỏi quá hay luôn. Đâu vậy thì à, các bạn à, cho phép tôi à, lục lại à, kiến thức à, bác học của mình nhá để giải thích cho các bạn là làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục à, heo chậm lên giống nhá. À, các bạn đợi tôi một phút để tôi à, sẽ tìm cho các bạn là một cái kiến thức là khá là hay về cái việc làm thế nào để heo nó nhanh lên giống nhá. Tại vì thỉnh thoảng tôi mới xuất thần như thế này thôi nên anh em nhớ là hỏi câu hỏi gì nó phải có giá trị tí cũng được còn không giá trị thì hỏi cũng được tôi sẽ trả lời nhưng hỏi những câu nào nào nó xoắn não một tí để tôi uh, được tư duy cho nó kinh nhá ok rồi thế bây giờ đây à, thì trên uh, trên bảng uh, màn hình đây của tôi đây chính là cái tôi gọi đây là chính là cái chu kỳ động dục của con heo nái này đó chu kỳ động dục của con heo nái thì nó bao gồm nó trải qua các giai đoạn như sau này bắt đầu từ ngày số 1 khi mà quá trình rụng trứng hình thành này thì à, nói như nào nhỉ? Đây, 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 cho nên cái hình này nhìn cho nó phiêu nhá. Đấy các bạn nhìn đấy. Đây là cái buồng trứng của con uh, lợn này, đó. Thì bắt đầu từ ngày 1 này. Khi mà bắt đầu cái quả trứng này nhá, cái noãn nang trứng chín này này mà nó rụng ra, noãn nang này nó rụng ra khỏi buồng trứng nhá. Thì bắt đầu nó xuất hiện một cái ụ máu, à nó gọi là xuất hiện một cái thể hỏng. Và cái thể hỏng này nó trở thành cái lang trống này, cái lang trống nó sẽ hình thành thể vàng. Và khi mà nó hình thành thể vàng ấy thì tất cả những cái lang trứng cấp 1, cấp 2 này là lang tế bào lang đó nó bị lép hết được chưa? Vậy thì ở đây trở lại cái câu chuyện ở đây này. Khi mà con heo nó chậm lên giống ấy thì có nghĩa rằng một là nó đang tồn dư thể vàng. Tại vì khi mà nó tồn dư thể vàng ấy thì trứng nó không hình thành và khi trứng nó không hình thành thì nó không thể tiết ra cái hormone sinh dục được nên là nó không có lên giống. Rồi cái thứ hai ấy là khi mà cái thể vàng này, này đến ngày thứ 14 nó sẽ bị tiêu biến nhá, nó sẽ bị tiêu biến. Và khi đến ngày 14 nó sẽ bị tiêu biến ấy Thì bắt đầu là nó rơi vào cái chu kỳ tiếp theo Chu kỳ mà gọi là cái gì nhỉ Dưới cái tác dụng của hóc bôn FH và LH ấy, Nó tạo ra một cơ chế rung nắc dữ dội Nó sẽ làm tiếp tục rụng trứng Được không? Vậy thì tôi, tôi có thể giải thích sang bên cái hình này cho anh em dễ này Dễ này Đó, là Tự nhất là, là cái thẻ vàng này nó sẽ tồn dư khoảng 14 ngày Khi mà cái thể vàng này ấy mà khi mà cái thể vàng này nhá mà nó gọi là gì ạ? Nó bị tiêu biến ấy, thì bắt đầu quá trình tạo chế bào trứng nó được bắt đầu và nó cứ như thế, đúng không? Nó cứ như thế nó khoảng 7 ngày. 7 ngày là trứng nó phát triển và 14 ngày là thể vàng nó hình thành tổng 21 ngày đúng không ạ? Vậy thì khi mà muốn điều trị cái bệnh liên quan đến đến gì nhỉ? Đến gọi là heo lái chậm lên giống ấy, thì các bạn nhìn này. Việc đầu tiên ấy chúng ta phải xử lý cái tồn dư thể vàng này. Đấy là việc đầu tiên. Cái thứ hai ấy, là khi các bạn xử lý tồn dư thể vàng rồi thì chúng ta phải bổ sung cái hormone ngựa chửa huyết thanh ngựa chửa này đúng không? là nào hormone FSH và LH nó có trong cái sản phẩm là PG600 ấy hoặc là cái Hit 600 ấy được. Còn lại cái F2 alpha này chính là nằm trong Lutaline hoặc là hanbrot nhá, nó chính là F2 alpha nó có tác dụng là tiêu biến thể vàng và làm cho cơ trơn cơ vòng tử cung nó co bóp nó tạo ra nó tạo ra cái cơ chế nó giống như là đang được uh, thụ tinh. Rồi ok vậy thì cái cách để làm thế nào để điều trị cái ca bệnh liên quan đến bệnh heo lái chậm lên giống thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn như sau. À, các bạn đợi tôi một phút để tôi tìm xem là có cái phác đồ ở đây nhé. cái phác đồ ở đây là tôi sẽ phân tích rất là kỹ để cho các bạn uh, các bạn có thể thể uh, thể hiểu một cách nó 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 chi tiết hơn nhá. ok rồi uh, đây rồi Rồi ok tiếp tục này Khi chúng ta xử lý cái trường hợp mà heo lái nó chậm lên giống ấy, Thì điều đầu tiên chúng ta cần phải chú ý cho tôi Phải chú ý cho tôi là cái Cái chu kỳ động dục của con heo lái nhá Thì thứ nhất là chu kỳ động dục rồi sau khi mà chúng ta Sử dụng cái phác đồ như sau này Đấy các bạn nhìn thấy phác đồ tôi ạ Đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái F2 alpha Tức là Hammerod này hoặc Dutala hoặc Enzabrot Chúng ta phá cái thẻ vàng đi rồi, Sau đó thì chúng ta sẽ dùng huyết thanh ngựa chữa ví dụ như là PG600 này hoặc HIT600 nếu mà các bác không mua được PG600 và HIT600 thì chúng ta sẽ mua cái Gola Estron cộng với là uh, điền đó thì hai cái chất này chúng ta tiêm vào con lợn nó sẽ có hiện tượng động dục giả sau đó thì chúng ta trộn kích dục tố là cái sản phẩm kích dục tố này cộng với là lên giống đồng loạt này và chúng ta sẽ theo dõi trong vòng 21 ngày trong quá trình 21 ngày nếu mà chúng ta tiêm PG600 hoặc HIT600 thì nó không sao nhưng chúng ta tiêm gola estrogen và estrogen nó sẽ gây nên hiện tượng động dục giả vậy thì để mà phát hiện động dục giả hay động dục thật thì các bạn cần phải theo dõi cho tôi được cái tử cung của con lợn nhá xem rằng là thứ nhất là trong cái quá trình mà nó lên giống ấy thì cái liêm mạc tử cung nó có đỏ hay không nó có hiện tượng phù thủng chảy dịch hay không nó có hiện tượng ở trong niêm mạc của nó đỏ hay không nó có hiện tượng ra dịch dày mà kéo thành sợi được hay không, đúng không Nó có rất là nhiều những cái triệu chứng để chúng ta có thể chuẩn đoán được rằng con heo này nó lên nó động dục giả hay động dục thật và chỉ có những chuyên gia chuẩn hàng đầu có nhiều năm kinh nghiệm thì chúng ta mới biết được rằng là con nào nó động dục giả động dục thật thôi còn lại thì đa số là anh em vẫn mù mờ cái việc này Đó, không sao quan trọng nhất là chúng ta điều trị hay làm gì một cách cách hiệu quả là ngon rồi Rồi nhá. Rồi tiếp tục này. Vậy thì cái phác đồ điều trị bệnh heo lái mà không nên giống ấy thì bạn đại lý thú y Vũ Yến không biết là đã nghe thấy chưa là nếu mà nghe thấy rồi thì bạn có thể chia sẻ cái livestream này ra cho nhiều người vào đây để đặt câu hỏi nhá.